hôm nay mình về cái ly giữ nhiệt ha. Hàng này là hàng xúc dầu. Rồi, hồi nãy thì mình có bỏ đá vô đây trước rồi, chắc tầm 30 phút rồi đó. Nhưng mà cái ly ở phía ngoài này nè thì nó không có bị lạnh ha. Bên trong thì nó lạnh. Nó mà đá rất là lâu tan ha. Nó không hề bị đổ mồ hôi luôn, xài rất là thích. Cái này thì phù hợp cho nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi, thậm chí